Dạ, cái bài lớn là quẹo phải. Đây phòng nè cũng của nó nè, nhưng mà nãy cái cổng phụ cổng này cũng lớn của nè. Đây. Cana của nó nè. Vào khu trung tâm thương mại Cana. Đi thẳng á, đi thẳng lên tới á. Đây, nhà hàng Sunrise. Mặt trời mọc. Ở về rồi đó. Bình quá minh. Trời tưởng đâu 45 khách xuống. Đây. Theo anh Trác đổ một cái có 10 người. Ba ngón kia dư đậu 3 phút. Không biết, nhưng mà cái đó là tình đạo. Ông kia top, ông này quá. Xe đó rồi, rồi ok. Rồi xin mời. Mà anh than cho các chú anh giống đi. Rồi bay lên trời. Có một mấy 20 khách ra chúng mẹ mà. Rồi vậy anh chú. Đây, trung tâm tiệc cưới Sunrise quý vị. Khu văn phòng là khu tiểu cảnh non bộ sinh tế Sunrise. Hồ nước rất là đẹp.